Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi hoặc đột nhiên bạn bỗng gặp chuyện không vui và khi đó thì bạn chỉ muốn cất não vào tủ cho yên ổn và bật phim hài để xem. Chức năng cơ bản của phim ảnh vốn là giải trí và thư giãn nên sẽ chẳng có ai nông cạn phán xét bạn là người đơn giản vì chỉ khoái phim hài đâu. Giáo trợ phim sẽ gợi ý cho bạn top 12 TV series hài hước cười lăn cười bò trên hệ thống của Netflix. Xin mời. Đầu tiên đó là diễn viên vật vờ Master of None. Đây là TV series lâu đời của Netflix, chỉ với 2 mùa đã gặt hái đến 100% điểm cà chua tươi và 8,3 trên 10 điểm trên truyện trạng IMDb. Phim này kể về Deb, một chàng diễn viên không chuyên gốc Ấn hơn 30 tuổi vật lộn với cuộc sống mưu sinh ở kinh đô điện ảnh. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì nhưng anh vẫn theo đuổi đam mê và coi tình yêu là một loại tôn giáo thiêng liêng. Phim này là hàng chuỗi tiếng cười hài hước đến từ các đại diện của châu Á giữa miền đất hứa của phương Tây. Cảnh quay đẹp trải dài trên nhiều quốc gia, đi kèm với kịch bản dí dỏm, hội thoại thông minh và diễn viên hóa thân tốt. Bạn có thể xem phim này để cười, để vui, nhưng khi có thời gian xem lại sẽ phát hiện ra những điều mới mẻ và cảm thấy phim này phản ánh đúng bản chất mâu thuẫn của cuộc sống. Cái tên tiếp theo sẽ là Trang Trại. Với 4 mùa, phim đã thắng 3 giải Emmy. Con Bennett đã ước mơ trở thành một vận động viên nhưng lại thất bại. Anh liền tìm về trang trại quê nhà, làm việc cùng với gia đình. Và trong quá trình cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau. Nhân vật chính có chất xúc tác với hàng xóm, bạn bè xung quanh và tạo ra những tiếng cười đầy hài hước. Phim này lấy bối cảnh miền quê trong lành, thiên nhiên thoáng đãng và các nhân vật mỗi người một nét tính cách đáng yêu. Nó thích hợp để cùng xem với gia đình để chúng ta có thể hiểu nhau hơn trong cuộc sống. Tiếp đến sẽ là bộ phim Ông Thầy Óm Hình, Mr. Iglesias. Thầy Gabriel Iglesias tâm huyết, vui tính và luôn quan tâm tới những học trò nhất quỷ nhì ma. Tuy nhiên nỗ lực của thầy có vẻ vẫn chưa đủ để cải thiện những cô cậu học trò ương bướng. Phim tạo ra sự hài hước nhẹ nhàng, gắn kết với môi trường của học đường. Âm nhạc trong phim tươi trẻ, gu thời trang cũng rất thời thượng. Tuy nhiên vì quá đơn giản trong kịch bản nên nhiều phân đoạn vẫn còn gây cười gượng ép và cách kể chuyện hơi dài dòng, lặp lại nó khiến khán giả nhanh có cảm giác chán. Bộ phim thứ tư nằm trong video ngày hôm nay, AJ and the Queen, AJ và Nữ Hoàng. Phim là sự kết hợp lý tưởng giữa dòng phim hành trình và hài kịch. Phim tạo ra sự tranh cãi trên trang Rotten Tomatoes khi các nhà phê bình chỉ đánh giá 52%, trong khi điểm audience score lên tới 90%, còn trang IMDb cho phim 7,5 trên 10. Nữ hoàng Drag Rubires đang chu du nước Mỹ trên chiếc RV cũ, bỗng nhiên gặp một người bạn đồng hành từ trên trời rơi xuống, đó là cậu bé AJ 10 tuổi đi lậu vé, rất bạo miệng và tạo ra những tình huống hài bựa. Một ký cô trang phục loè loẹt lúc nào cũng phải canh chừng một cậu nhóc nghịch ngợm và chuyến đi của họ khá long đong nhưng rất vui vẻ. Phim có phong cách làm cường điệu hóa vấn đề nên ai thích hài bựa sẽ thấy sảng khoái, còn ai thích logic sẽ thấy nó toàn những điều phi lý. Bộ phim tiếp theo sẽ là Champions. Vince Cook, chàng vận động viên thể hình hết thời sau khi lỡ dại khiến bạn gái mang bầu, một ngày không biết đẹp trời hay không, gặp ngay Michael Pato, tự xưng là con rơi. Nam chính loay hoay đối diện với sự nghiệp lỡ dở và học cách làm cha một cậu nhóc ở mương. Phim là tập hợp những tình huống dại dột gây cười đến từ nhiều người đàn ông mọi lứa tuổi. Vẻ đẹp trai hấp dẫn từ diễn viên chính, còn các diễn viên phụ đều toát ra vẻ hài hước. Các quý cô nên xem phim này để sự ngốc nghếch của phái mạnh và tự hỏi liệu ngoài đời mình có nên giúp họ hay không. Phim tuy chỉ được đánh giá ở mức điểm trung bình 6,1 trên 10 điểm trên trang IMDb, nhưng đây vẫn là một TV series hài hước đáng xem. Tiếp đến sẽ là Samantha. Tựa phim chính là tên của nhân vật chính. Samantha là nữ ngôi sao tuổi teen từng nổi tiếng vào thập niên 80. Cô nàng luôn bám vào ánh hào quang còn sót lại để biện minh cho những hành động ngốc nghếch hiện tại. Sự đồng đành, chảnh chọe của nữ chính khiến cho các tình huống hài trở nên càng điên khùng hơn. Phim tái hiện tốt không gian của thế kỷ trước từ bối cảnh, âm nhạc cho đến phục trang. Qua những tràng cười nghiêng ngả, khán giả không thấy ghét nữ chính mà phần nào đó cảm thông cho cô. Có một vài bài học về gia đình, tình bạn cũng đang được đan xen tinh tế trong bộ phim này.
Tiếp đến sẽ là chuyện người Viking Norseman. Phim đưa khán giả quay trở lại ngược với thời gian đến năm 790 sau Công nguyên. Người Viking trong lịch sử Bắc Âu là tộc người chuyên đi cướp phá vùng đất mới, tìm đường buôn lậu và bóc lột nô dịch. Nghe như phim này hợp với thể loại chính kịch hơn, nhưng nhà làm phim đã biến tất cả trở thành những vấn đề căng thẳng đó trở thành phim hài. Bối cảnh xa lạ, những con người hành xử táo tợn, kỳ cục nhưng cũng cực kỳ hài hước. Âm nhạc thì đậm chất huyền thoại xa xưa. Đây chính là một TV series lạ miệng dành cho khán giả để họ muốn đổi gió. Với bộ phim thứ 8, mặc dù nó chỉ có một chữ thôi, tuy nhiên nó mang đầy đủ mọi ý nghĩa cho một bộ phim, Đen. Đúng như tựa phim, đây là TV series hài nói về những người da đen. Kenya Barris cùng với gia đình xoay sở trước những khúc mắc về văn hóa, chủng tộc khi họ vừa bước lên bậc thành công. Điều đặc biệt của phim đó là Kenya Barris đảm nhận hầu hết mọi vai trò trong ekip làm phim, từ đạo diễn, biên kịch cho đến diễn viên chính. Phim mang đến tiếng cười châm biếm về lối sống giả tạo hòa nhập của người da đen, nhưng thực chất lại kỳ thị họ theo cách khác trong bối cảnh hiện đại ngày nay. Lối hài bựa dễ xem, nhưng phim đã từng vấp phải tranh cãi vì sử dụng quá nhiều những diễn viên da trắng trong một bộ phim nói về da đen. Tác phẩm thứ 9 sẽ là Gray and Frankie. Tên phim chính là sự kết hợp giữa hai nữ chính ngoài 70 tuổi. Nhưng bạn đừng nghĩ tuổi tác là trở ngại khiến cho TV series này giảm bớt đi phần thú vị. Phim sở hữu một cốt truyện vô cùng oái oăm, giờ khóc giờ cười. Cả hai đều là phụ nữ thành đạt nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Gray thì theo kiểu good girl, còn Frankie lại theo kiểu bad girl. Họ ghét cay ghét đắng nhau nhưng vẫn cố một điều nhịn chín điều lành vì hai ông chồng của họ hợp tác làm ăn với nhau. Đến một ngày kia thì những người đàn ông lập tức tuyên bố họ muốn ly hôn để tận hưởng cuộc sống cuối đời bên nhau. Đây chính là TV series 2 có nhân vật là LGBT nhưng lại không đùa vui theo kiểu quá lố. Những tiếng cười đến từ những tình huống tưởng chừng như bi kịch. Nét duyên dáng của những nhân vật lớn tuổi được hóa thân bởi hàng loạt diễn viên đại thụ của Hollywood. Thậm chí nhờ phim này, diễn viên còn nhận đề cử giải Emmy và giải Quả Cầu Vàng. Phim đưa đến cho một bài học thú vị, người ta vẫn có thể học cách yêu thương nhau dù bất cứ ở một lứa tuổi nào. Bộ phim thứ 10 sẽ là Phương Pháp Kominsky. Đây chính là TV series đã từng chiến thắng đến 2 giải Quả Cầu Vàng nhưng lại ít người biết đến. Có lẽ vì lý do chính là phim này có dàn nhân vật già hóa, khán giả có thể đã quá vội vàng khi đưa ra phán đoán phim hài hước về tuổi già thì mặc nhiên không hay bằng giới trẻ. Chắc chắn đó là một nhận định sai lầm. Sadie Kominsky và Norman Newlander đều là hai người đàn ông da trắng lớn tuổi, hàng ngày đối mặt với vấn đề sức khỏe và các mối quan hệ trong cuộc sống. Trong bối cảnh phim lúc này, họ như đang ở trên chuyến tàu gần đất xa trời với cái đích gần nhất, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc và vẫn biết tìm niềm vui cho mình. Sự lạc quan biến thành tiếng cười khiến cho khán giả vui vẻ, nhưng trên nền một kịch bản phim buồn. Áp chót trong danh sách ngày hôm nay, Big Mouth, nhiều chuyện. TV series hoạt hình hài này đã quá quen thuộc với khán giả qua 3 mùa phim, nắm giữ 99% điểm cà chua tươi và 8,0 trên 10 điểm trên trang IMDb. Hai anh em lứa tuổi mới lớn đó là Nick và Andrew không chỉ gặp rắc rối với mọi tác động bên ngoài mà còn phải giao tranh với con quái vật Maurice. Phim tái hiện thời kỳ dậy thì mà không ai muốn nhắc lại, nhưng nhà làm phim đã biết cách trộn lẫn sự đau đớn và ấm áp khiến cho cung bậc cảm xúc của khán giả dâng cao. Tác phẩm này mang lại tiếng cười ý nghĩa và sẽ đọng lại dư vị đáng suy nghĩ cho người xem. Và cái tên cuối cùng trong video ngày hôm nay, một cái tên thực sự thú vị, một rổ khẩu nghiệp. Không biết là khi nghe tên phim thì liệu các bạn đã cảm thấy đầy mùi bựa hay chưa? Tuy không được đánh giá cao bởi các nhà phê bình, nhưng phim lại cực kỳ hợp với các khán giả muốn xem giải trí đơn thuần. Nhân vật chính là một gã huấn luyện bóng rổ ở trường trung học, luôn khát khao đưa đội bóng dở tệ đến giải đấu lớn. Tính cách của gã ta vừa thô lỗ vừa lập dị, và liệu có vận động viên trẻ tuổi nào thành công dưới tay của gã hay không? Trước khi biết câu trả lời thì bạn sẽ được gã phang vào mặt hàng tá những tình huống hài bựa mà nếu như không ngồi chắc trên ghế, bạn sẽ bị té ngửa ngay lập tức vì cười quá nhiều đấy. Phim có nhiều nét vẽ độc đáo, giọng lồng tiếng của các nhân vật tạo âm điệu gây cười cực độ và bạn sẽ hoàn toàn thư giãn khi xem TV series này. Chốt lại cuối cùng, ngoài giá trị mang lại tiếng cười sảng khoái, 12 TV series hài hước mà rạp chiếu phim mới giới thiệu cho các bạn còn khiến cho người xem rút ra một vài bài học đơn giản về bổ ích.
không cần cài cắm quá nhiều ý nghĩa sâu xa. Phim hài hước hướng tới những giá trị cốt lõi đời thường, khiến các khán giả càng trân trọng cuộc sống hơn. Hãy cùng ghé qua group review phim của Rạp Chiếu Phim để có thể thảo luận cùng với Rạp Chiếu Phim thêm và subscribe kênh YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại!